Tôi tin kính Bồ Thiên Chúa. Anh chị em thân mến, các thánh tử đạo Việt Nam là những đấng đã hết lòng tin tưởng và yêu mến Chúa, trung thành với Tổ quốc và Hội Thánh, sống trọn vẹn niềm tin đã lãnh nhận. Với tâm tình cảm phục và mến yêu các bậc anh hùng tiền bối trong đời sống đức tin, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Hội Thánh luôn tha thiết mời gọi các Kitô hữu làm chứng nhân cho Chúa trên chính quê hương đất nước của mình bằng cách chu toàn mọi bổn phận của người công dân tốt và người tín hữu tốt. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai tin Chúa biết tích cực giới thiệu Chúa cho chính đồng bào của mình. Trên thế giới ngày nay, nhiều Kitô hữu, đặc biệt là các Kitô hữu trẻ, bị mất đức tin vì thiếu hiểu biết giáo lý không đủ và hầu như không biết đến quyển Kinh Thánh. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho hết thầy mọi tín hữu hiểu rằng để có thể giữ vững niềm tin cũng như để có thể dâng thân theo Chúa đến cùng, cần phải học hỏi sâu rộng giáo lý của Chúa, nhất là sống theo lời Chúa dạy trong tin mừng. Các thánh tử đạo Việt Nam cũng là những con người mỏng giòn yếu đuối như chúng ta, nhưng đã can đảm bước theo Chúa Kitô trên con đường thập giá và đã anh dũng hiến dâng mạng sống để nói lên lòng cảm mến Chúa của mình. Chúng ta hiệp lời cầu xin
cho các Kitô hữu biết luôn cố gắng noi gương các ngài mà bước chọn con đường Chúa đã đi qua. Xin Chúa nhận lời. Không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho công đoàn giáo xứ chúng ta biết luôn cố gắng bó và tin yêu Chúa giữa muôn vàn thử thách của cuộc đời. Xin Chúa nhận lời. Lạy Chúa, các bậc tổ tiên của chúng con đã không ngần ngại hy sinh mạng sống để tuyên xưng đức tin, nói lên lòng yêu mến của các ngài đối với Chúa. Xin Chúa thương trợ giúp để chúng con có thể luôn hiên ngang sống đức tin đã lãnh nhận. Nhờ đó, chúng con cũng được chung hưởng vinh quang với các ngài trên thiên quốc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Xin anh chị em cùng cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, Chúa đã vui lòng chấp nhận lễ hy sinh của cha ông chúng con, xin cũng thương chấp nhận của lễ tiến dâng này và làm cho chúng con trở nên của lễ đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa cùng anh chị em, hãy nâng tâm hồn lên, hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Cha đã kêu gọi các bậc tiền bối của chúng con bước theo Chúa Kitô trên con đường thập giá để làm chứng cho Cha ngay từ lúc tin mừng mới được loan báo trên quê hương đất nước chúng con. Nhờ Cha ban ơn trợ giúp, những con người vốn mỏng giòn yếu đuối đã trở nên can đảm phi thường. Chính khi các ngài chịu trăm bề đau khổ, Cha biểu lộ cho mọi người thấy sức mạnh của tình thương. Vì thế cùng với triều thần thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian luôn ca tụng Cha uy linh cao cả và không ngừng tung hô rằng: